tự vô chung chào các bạn nha. Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2021 thì chơi đây là cái mẫu đôn 60 x 35 đôn tròn phú lục thọ, thì cái mẫu khuôn đôn silicon. Thì sáng nay chung tiến hành chuẩn bị làm và gắp cái đôn mà lại để đổ lấy một số cái mẫu để bán cho khách hàng tại cơ sở. Thì cái trước kia nhìn ba cái mảnh để các bạn sử dụng cái dầu ăn, mình mua chai dầu ăn về mình quét cái bên trong cái khuôn để sau này mình lấy cái khuôn ra nó được dễ dàng hơn nha bạn. Sau khi gắp ốc cái phần đôn xong thì các bạn tiến hành gắp ốc cái phần cái đáy của cái đôn để mình tiến hành mình đổ. Đây là cái miếng phần đáy của cái đôn quét một lớp dầu ăn để khi mình lấy ra nó không có bị dính lại.
khuôn đôn lại và để cái cống đặt cống chính giữa và tiến hành mình đổ các bạn. Gấp như thế này là xong đó. Và gấp xong các bạn đặt cái ống ở chính giữa, ở giữa tâm của cái khung đơn, thì bên dưới nó đã có cái miếng chịu hầu là mình xếp lại là xong, thì đổ hầu nó sẽ không có phun ra ngoài, đó là nó sự tiện lợi của cái mẫu đơn trên cơ sở của chung. Thì gấp thì các bạn cũng yên tâm là trên những cái khung thì có đánh dấu những cái số như thế này, số 1 và số 3, thì bên đây số 3 thì khớp bên đây số 3, khi các bạn gấp vô thì cái đơn nó ăn khớp với nhau đó, như thế là xong. Thì các bạn tận dụng hồ chiều các bạn mình làm chậu thì nó dư xíu hồ mình chọn kim miếng đá và mình đổ cái đơn, thì xám xa mình có cái đơn thì là đẹp rồi để mình kê chậu. Các bạn chọn hồ đá, các bạn chọn cho nó lỏng lỏng để mình đổ cái đơn nó ít có cái lỗ mọt các bạn. Này các bạn chờ cái lớp hồ cho nó gáo nó khô khô thì bạn lấy cái ống ra, cái phần đôn ở trên các bạn vuốt cho nó láng cho nó bằng phẳng, và cái lớp hồ gáo thì lấy cái ống ra luôn nha bạn, là nhớ là lấy cái ống ra để mình quên thì mình không có lấy cái ống ra được. Cái này ngày mai chúng sẽ tháo khuôn ra, thì cái hoa văn bên trong như thế nào thì ngày mai chúng tháo khuôn ra các bạn sẽ được biết nha bạn. Rồi thì đây là cái đôn mà đổ bữa thứ bảy, thì hôm nay chủ nhật chúng sẽ tháo cái khuôn ra, thì ốc này kia chúng đã dặn và lấy ra trơn rồi, thì giờ chúng sẽ tháo, mời các bạn cùng theo dõi cái hoa văn bên trong nha bạn.
Thì sau khi Trung tháo khuôn ra thì các bạn thấy là những cái hoa văn và cái họa tiết bên trong cái đôn nó nổi bật lên rất là đẹp. Thì nãy tháo khuôn ra có nó có bị bể cạnh chút xíu, thì các bạn giữ những cái cạnh bể lại và các bạn dùng cái keo mô đu kèo và mình dán vô, thì sau khi nó khô nó cứng, rất là cứng, rất là chắc chắn nha bạn. Thì Trung sẽ ra ngoài đây quay cái đôn hoàn thiện Trung đã sơn rồi để các bạn thấy những cái hoa văn và cái họa tiết nó được rõ hơn, nó được đẹp hơn. Đây, đây là cái đôn đã sơn rồi, Trung sơn bữa thứ sáu nha bạn. Thì cái đôn là đôn tròn phúc cục thọ, có chiều cao là 60 và cái bề mặt trên của cái mặt đôn là 35. Đó, thì đây là cái mặt hoa văn chữ phúc. Thì cái chữ phúc thì có chữ nổi bự nằm chính giữa và hai bên là hai câu liễn. Hai câu liễn ý nghĩa của chữ phúc là câu liễn đầu tiên là phúc sinh tài đức gia đình thịnh lộc tấn vinh hoa phú quý sang. Còn bên đây là cái chữ lộc. Chữ lộc thì nó có cái ý nghĩa là đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm. Còn bên đây là chữ thọ. Chữ thọ thì hai câu liễn hai bên là trời thêm ngày tháng, người thêm tuổi, xuân gạn non sông, phúc gạn nhà. Đó, đó là câu liễn của cái chữ thọ. Thì nó có ba cái mặt chữ phúc lục thọ, đôn tròn phúc lục thọ nha bạn. Thì cái đôn này thì khuôn thì chất liệu khuôn bằng silicon. Thì mình có thể là mình kê chỗ tròn, chữ nhật, lục giác các loại mình đều kê được. Đó, thì cái mẫu này thì bên cơ sở đã hoàn thiện và có cung cấp khuôn. Thì các bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn về làm sử dụng, các bạn liên hệ với Trung qua số điện thoại là 033 29 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Tôi gieo hướng dẫn kỹ thuật làm và tới công đoạn hoàn thiện tới đây là kết thúc. Thì cuối video Trung chúc quý khách hàng và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.